giống sáng không chị? Là sao Thanh Vy? Đấy là hàng giống hàng hồi sáng hay không á hả? Giống sáng không chị? Tưởng sáng like giờ không like chứ. Bây giờ em like xíu nữa rồi nghỉ. Like tí nữa rồi nghỉ nha mấy chị ơi. Like xong rồi chiều nay em gửi đơn luôn á. Chia sẻ like nha mấy chị ơi. Chia sẻ like chốt trong quán em mặc giá 39.000 đầu like nha mấy chị ơi. Trong quán mặc còn mấy cái nè. Trong quán này là từ bị chói không ta? Chói không? Mặc áo này là bị chói ta. Trong quán em mang là từ 40 đến 60 kg là mang được hết luôn. Mấy chị chia sẻ like chốt 39.000 đầu like nha. Chân váy em mặc á. Chị nào có chia sẻ like chốt chân váy này giá 39.000 đầu like. Rồi chia sẻ like giùm em nha, chói không chị. Bây giờ chị nào chốt cái áo này luôn đi. Rồi em hết áo này em thay áo khác cho nó khỏi chói nè. Áo em mặc là 69.000, form 53-54 kg, lại mang vừa vải đẹp lắm. Chân váy thì 39.000 dành cho chị nào có chia sẻ like nha. Áo em có một màu nha chị Ruby Heo ơi. Áo có một màu nha mấy chị ơi. Chân váy em mặc 39.000 dành cho chị nào có chia sẻ like nha. Chúc vừa áo vest form rộng rộng đỡ khó không. Vest thì bây giờ chị có set à. Set vest với lại áo sát nách. Ngon ngon. Áo vest sát nách hồi tôi hôm qua em dội mở đâu. Áo sát nách màu xanh rêu rêu á. Chân váy là không có size. Vải là vải len. Vải len 40 đến 60 kg men vừa luôn. Và không có size nha. Chị Ruby Heo lấy áo nè. Chị Ruby Heo lấy áo 69 nha chị. Áo này 69 nha Ngân Nguyễn ơi. Áo 69 ghi lê. Đúng rồi, có ghi lê rồi nha. Chị Ruby Heo áo nè. Ruby Heo một cái áo này em ngon 69.000. Vải đẹp xuất sắc hàng Quảng Châu giùm em nha. Nó có màu màu này nữa nè mấy chị ơi. Có màu này nữa, màu này có một cái một à. Màu em mặc là màu xanh min, còn màu này là màu kè phơ sữa nhạt. Đó, chị nào lấy thì chốt giùm em nha. Áo mặc là 69.000. Em nói áo 39 người ta hốt. Không phải, áo 69 nha, còn chân váy mới là 39. Chân váy là 39.000 dành cho chị nào có chia sẻ like. Chân váy là 39 nha mấy chị ơi. Còn áo là 69. Về chia sẻ like mới được nha. Chân váy là Thanh Vy. Áo em mặc đó là 69.000. Có màu xanh min, màu kẹp hoa sữa hai màu. Xanh min với kẹp hoa sữa nha. Hồi nãy chị nào hỏi màu em mà em bé không có. Bây giờ có này. Thanh Vy ơi, chia sẻ like mới chốt được chân váy với 39 nha Thanh Vy ơi. Thanh Vy 39 này em ngon ngon. Thanh Vy 39. Cười cười 39. Trời, chân váy này không lấy tiếc rồi nha. 39.000 à, rẻ muốn xỉu luôn. Cười cười 39. Áo là 65, áo có màu kẹp vào sữa với là màu email màu xanh min. Áo vải đẹp xuất sắc, 53-54 kg lại men vừa. Còn chân váy là 40-60. Chân váy đẹp á, có 39.000 à. À, áo này bán giá 69 là lời có 34.000 ở trong này à. Áo thường bán 85 mà 80-85-75. Xanh min ok chị Ruby Heo có xanh min rồi nha chị ơi.
Rồi chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Rồi chân váy em mặc 39 ngàn dành cho chị nào có chia sẻ like nha mấy chị ơi. Và áo là 69 ngàn, chất đẹp xỉu luôn á, đẹp xuất sắc luôn nha. Áo này có màu xanh min, màu kèm với sữa hai màu. Xanh min kèm với sữa hai màu giùm em nha. Đó, hai màu giá 69 ngàn. Form 5B 54 kg, lại mang vừa, chị nào 55 kg mà người gọn gọn thì cũng vừa luôn. Đó, giống như em đang mặc nha. Xanh min với kèm với sữa hai màu giùm em luôn mấy chị. Giá 69 ngàn giúp em nha. 69 ngàn. À, lấy chốt giùm em áo kèm màu nha, kèm với sữa với lại xanh xanh min hai màu, xanh min lẻ em mặc nha, kèm với sữa lẻ này. Đó. Chị nào lấy thì chốt nha mấy chị ơi, giá 69 ngàn. Chân váy 39 dành cho chị nào có chia sẻ like nha. Đây nè, áo vest thì chỉ có vest loại ghi lên như thế này thôi. Giá 85 ngàn, để em thử mấy chị coi form áo nha. Đẹp xỉu là khỏi mặc luôn á. Đây, để em thử cái áo ghi lên mấy chị coi. Ghi lên, đẹp lắm. Giá chỉ có 85 ngàn, vải này nhận hàng ưng luôn mấy chị ơi. Vải của nó dày dặn, mà nó mát cực kỳ là mát luôn. Chân váy mặc là 39 nha. Rồi áo này thoát nè. Áo ghi lơ. Đây nè. Áo này là khốt nha mấy chị ơi. Đó, khốt như thế này thôi. 85 ngàn và form 40 đến 60 kg là mang vừa hết giùm em luôn nha. Nè cái này nè, đẹp á. Rồi, vải đẹp xuất sắc, dày dặn mà mát lạnh luôn mấy chị ơi. Có 85 ngàn áo thôi nha. Ai lấy thì chốt giùm em vest nè, vest. Váy em mặc là chất len nha chị Su Hèo ơi. Từ 40 đến 60 kg là mang được hết luôn. Tại vì vải len nó rất là co giãn. Rồi, áo này ai lấy thì chốt giùm em nha mấy chị ơi. Áo 85 ngàn một áo nha. Có như thế này nè, mấy chị... chung là dễ thương, mà áo này vải đẹp lắm luôn nè. Mặc đầm hai dây đen bên trong, đồ khóc cũng được luôn. Nó như thế này nha, có nút cài cho mình. Có nút cài luôn mấy chị. Giá là 85 ngàn, 40 đến 60 kg là men vừa luôn nha. Còn mà nếu như mà vest tay dài thì em chỉ có chung một set của nó, chứ không có áo rời. Không có áo rời nha. Ngon. Có một vàng lòi đen, thấy không? Có một màu nha mấy chị ơi. Đầm que gối nhiều lắm. Đầm em nhiều, đầm que gói nhiều lắm, đợi xíu nha, đợi em lên luôn. Rồi áo này có một màu duy nhất, màu này mới sang rồi mấy chị ơi. Cái màu này nó dạng như là xanh rêu mà gần như quay xám vậy á, xanh rêu nhạt nhạt nha. Có cái áo dẹ nè, cái này người ta dán dài, cái này người ta chào hàng em thôi, tại vì mình chưa có lạnh nên em cũng chưa có nhập. Đây nha mấy chị ơi, áo dẹ nè, màu vàng. Áo dạ dán dài luôn. Dạ dán dài nha mấy chị. Cái này tầm 55-56kg trở lại là men vừa. 55-56kg lại là men vừa áo dạ nè. Dày lắm, nặng lắm luôn. Cái này người ta đang chèo hàng em. Do mình chưa có lạnh nên em cũng chưa nhập. Lỉ lỉ cái nè. Chị Trang Hè là áo ghi lê đúng không? Là áo vest em đang mặc đúng không? Chị Trang Hè một cái 85 ngàn. Còn áo dạ nè, chỗ nó nặng quá chừng luôn. Bên trong có lót giùm em nha. Bên trong nè, ở cái hàng này ấm lắm luôn á. Mặc đi Đà Lạt hoặc là mặc mùa lạnh mình mặc. Cái này 125 nha, anh lấy chút vàng 125. Vàng 125 nha mấy chị ơi. Chị Trang Hè là áo đang mặc nha. Dạ vàng là 125 và form 55 kg lại men vừa nha. Áo đang mặc cho chị Trang Hè nè em, 85 ngàn. Ai lấy nuôi chốt giùm em nha. Đó, nó form rộng rãi như thế này, một màu nha mấy chị ơi. Khóc rin, rin em hết rồi. Áo khóc rin còn một cái này 105 nè. Khóc rin còn cái loại này 105 ngàn nè chị, 60 kg lại men vừa luôn. 105, khóc này nè. Rồi áo em mặc có chị nào lấy nó không mấy chị ơi. Cái này giá 85 ngàn giùm em nha. Đi Đà Lạt đi hả? Rồi, ai lấy thì chốt giùm em áo đang mặc nha mấy chị ơi. 85 ngàn. Áo khoác này 105. Áo đó là em bán rỉ á. Em bán rỉ á nha, mấy chị mua ra ngoài mua chắc 200 mấy áo quá. Rỉ nhất cũng 178. Khoác rin 105. Chị Yến Hòn nè em. Yến Hòn khoác rin 105.
Rồi áo dạ 125 nha. À, lấy thì chốt em áo dạ 125 khó thử chị coi. Trời nó dày, gì đâu luôn á. Vàng dáng dài. Dài mấy chị ơi, nó dài lắm. Chị là keo keo là mang cái này đẹp nè, 125.000 giùm em nha. Có hai túi. Trong chị này màu keo á, mặc cái này mang đôi giày giày bốt màu đen. Keo keo mặc đẹp nha mấy chị ơi, 125. Dạ vàng 125 giùm em nha. Dạ vàng 125. Đó, dạ cui luôn. 55 56 57 kg lại vừa luôn mấy chị ơi. À lấy thì chốt em khóc dạ nha. Mua một màu đó Hẹ Quyên à, có màu một không? Rồi sơ mi 85.000, à lấy chốt sơ mi giùm em nha. Sơ mi 85. Sơ mi 85 á chị ơi. Xít mặt em chỉ có chân váy thôi nha. Chân váy chị nào chia sĩ la chốt giá 39.000 nha mấy chị ơi. Chân váy nha, chân váy đen 39.000. Áo sơ mi này nó như thế này mấy chị ơi. 60 kg đó lại men quùi em nha. À lấy chốt sơ mi giá 85.000 sơ mi. Em mặc là chân váy chia sĩ lai chốt giá 39.000 chị Ngọc Ngọc ơi. Chia sĩ lai chốt giá 39.000 giùm em nha. Này cái chân váy á. Còn áo hai dây thì không có. Rồi, áo sơ mi giùm em nha mấy chị ơi. Tè sau nó dài hơn tè trước. Sơ mi này giá 85.000 vải bao mét cho mình luôn. 40 đến 60 kg men vừa. Ai lấy sơ mi thì chốt em sơ mi nha. Cái đó là trong cái set chân váy em ngon. Rồi sơ mi 85.000 nha mấy chị ơi. 40 đến 60 kg men quần em nha, form rộng nè, tại sau nó dài hơn tại trước như thế này nha mấy chị. Giá là 85.000 cái sơ mi này, chất vải rất là mịn, rất là mát luôn, hàng Quảng Châu giùm em nha. Alex sơ mi chốt em sơ mi giá 85 sơ mi nha mấy chị ơi. 85.000 sơ mi. Đồ đẹp không à. 85.000 sơ mi nha. Alex chốt sơ mi giùm em nha mấy chị ơi. Sơ mi 85. Đầm trắng, trời ơi quả đẹp xuất sắc mấy chị ơi. Đầm trắng giùm em nha, đầm trắng 125. Đầm baby doll hoa lúc sáng chị like còn không chị. Như chị hết rồi Nguyễn Huyền Phượng ơi. Sơ mi trắng, có sơ mi trắng không bạn? Sơ mi trắng. Sơ mi trắng này không có hàng nha chị ơi. Rồi cái đầm này 125 giùm em nha. Form 55 kg lại men vừa. Hàng Quảng Châu chất beo đẹp cho mình luôn. Đây 125.000, ai lấy chốt trắng 125 giùm em nha. Trắng 125, nó có sợi dây cột eo luôn nha mấy chị ơi. Cái này nó có dây cột eo cho mình luôn nha. 125 và form 55 kg lại men vừa. Đây, 125 giùm em nha. Form 55 kg lại men vừa, hàng Quảng Châu. Chất vải cực kỳ là đẹp luôn nha mấy chị ơi. Chất vải đẹp lắm luôn. Rồi ao lấy chốt em trắng 125 nha. Vải siêu đẹp, rất là mịn, rất là đẹp luôn nha. Dày dặn không có mỏng teo nha mấy chị ơi. Phía dưới là hai lớp nè. Phía dưới có lót hai lớp luôn cho nên mấy chị yên tâm nha, không hề mỏng. Rồi, a lấy trắng chốt em trắng nha, 125.000 đầm trắng. Trắng 125 nha mấy chị ơi. Trắng 125 giùm em nha, a lấy chốt em trắng 125. Có váy len không em? Dạ có chị. Quần rin ống thường không bạn, quần rin em đang hết rồi, còn size nhỏ hả chị? Còn chủ yếu là size nhỏ hả nha. Thêm một cái chân váy chị mặc nha, ok Thanh Vy. Thanh Vy thêm cái chân váy đang mặc này em, 39.000. Chia sĩ like nha Thanh Vy ơi. Đây 9.000 là chốt chia sĩ like nè. Ê Nguyễn Hiền Phượng ơi, đầm màu sáng chị mặc còn cái này em ơi. Có lấy em thì béo chị nha. Trời ơi, chưa giờ ai hỏi cũng béo hết á. Còn sống cái nè. Rồi rồi chị, cảm ơn Thanh Vy. Rồi đầm hoa baby doll hồi sáng còn sót cái nha Nguyễn Huyền Phượng ơi, lấy thì béo chị nha em ơi. Còn cái nè. Mẹ em tưởng đâu là hết rồi.
Đây nhan tim mẹ của nó mấy chị ơi, siêu đẹp luôn. 135.000 đầm Babydoll hoa, lấy thì chốt nha Nguyễn Huyền Phượng ơi. Còn cái cuối cùng nè. Rồi 135.000 giùm em nhan bầu bì bông chen thoải mái, hàng đẹp lắm luôn. Hàng Quảng Châu nha mấy chị, hàng Quảng Châu giùm em nha. 135 Babydoll hoa hồi sáng có like rồi. Babydoll hoa hồi sáng là like rồi mấy chị. Còn cái cuối giùm em nha, à lấy thì chốt. Đầm đen 79 à. Ok Nguyễn Huyền Phượng nè em. Đầm hoa cho Nguyễn Huyền Phượng, đầm hoa nè. Đầm đen 79 sót lại đúng cái. Form 53 54 kg lại men vừa. Có áo bíp lum không em? Bíp lum. Hàng em nó nhiều quá, hỏi đột xuất của em không biết nó nằm đâu á. Bây giờ kêu Ngân nó tìm chắc nó cũng biết nó tìm. Em biết áo đó, mày để em coi thử nha chị. Rồi đen 79.000, form 53-54kg lại men vùi giùm em cái đen này nha. Có đầm đen nút tay lưới chị bót lên chưa? Ngân, cái đầm nó còn cái chị bót hình á. Đen, mày có tay lưới phòng gì nè. Rồi xong xếp bỏ đâu, có treo không? Bữa nay bé My không có làm, có một mình bé Ngân, cho nên tìm hàng là cả một vấn đề luôn. Em tìm cái đầm đó chị đi. Vừa học có bỏ quen hả? Bìa bìa tay. Không phải, cái tay của nó có lưới mở lên, mở cái hình chữ ấp hình lên. Đầm đen 79 chị Trang Hè, đầm đen 79. Đầm đó có em, đẹp lắm. Hình đó là hình thiệt luôn á. Hình sao là hàng như vậy luôn nha Thùy Dương ơi. Nhưng mà muốn coi thì để chị chờ xíu nha, mấy Ngân tìm rồi coi luôn. Chị Trang Hè đầm đen 79. Rồi đầm hoa giùm em nha, hoa 135. Đem hết rồi chị Đông Thủy Nguyễn ơi. Hoa này 40 đến 60 kg men vùi giùm em luôn nè. Mặc thử hồn rồi nhưng mà để tìm nãy nha. Rồi đầm hoa này 135 giùm em nha mấy chị ơi. 135.000. 40 đến 60 kg men vừa cái hoa này luôn. Nó là hàng Quảng Châu nên chất đẹp lắm mấy chị ơi, trở vai giùm em nha. Màu hồng nhạt nhạt nè. 135.000. Giờ lấy đầm hồng này chốt em đầm hồng nha. Đầm hồng 135 nha mấy chị ơi. À lấy chốt em hồng 135 nha. 60 kg lại men vừa, bầu bì bông chen thoải mái luôn. Hồng 135.000. Cái này vôn hàng 2 lớp nha mấy chị ơi. Vôn hàng 2 lớp là chất đẹp lắm luôn. 135.000 giùm em nha. Chị nào lấy hoa chốt em hoa 135 nha mấy chị ơi. Hoa giá 135.000. À lấy chốt em hoa 135 nha. Hoa 135. Hoa 135 nha mấy chị ơi. Đây nha, hàng Quảng Châu nó chất quả đẹp lắm luôn. 135.000. À lấy chốt em hoa 135 nha. Ngon biết nhớ cái đầm đó chưa Ngon? Rồi A lấy chốt em hoa giá 135 nha mấy chị ơi. Hoa 135 quay mẫu luôn. A lấy thì béo hoa nha. 135.000 hoa. 135.000. Chị Đặng Bách Hợp. Ok chị, em đang tìm cái đầm đó nè. Đang tìm cái đầm đó. Rồi đầm xanh này 135 giùm em nè. Em chưa có lấy bill mà bưu điện đi, không biết nhiêu nữa chị Thu Thủy ơi. Bữa rồi hôm nay chắc trong hôm nay hoặc là ngày mai là chị nhận được á. Rồi đầm xanh 56-57kg lại men vừa em nha. Nó có hai cái dây hai bên là mình cột ra sau giùm em luôn. Giá 135.000. A lấy chốt xanh 135 giùm em nha. Cứ cái này màu đen là em rút ra ngon à. Rồi xanh 135 giùm em nha mấy chị ơi. Cái này eo mình tới đâu buộc tới đó giùm em nha. Buộc cái nơ đây sau. Giá là 135.000. 56-57kg lại men vừa. Đó cổ vuông nha, nút bên hông từ trên xuống dưới giùm em. Đó, cứ eo mấy chị tới đâu mấy chị cột tới đó giùm em nha. Có dây phía sau. 135.000 giùm em nha mấy chị ơi. Giá là 135.000. Ai lấy chốt giùm em nha. 135. 135 nha mấy chị ơi. 135 ai lấy thì chốt giùm em nha. 135.000.
135.000 nha mấy chị ơi. 135 a à, lấy thì chốt nha. 135.000 đầm em mặc. Rồi đầm này mấy chị ơi, đầm cổ vét giùm em nha. 135.000. Form này 57-58kg độ lại men vừa giùm em luôn. 57-58kg lại men vừa, cổ là cổ vét tắc que nè, mặt không có hở gì hết nha mấy chị ơi. Đó. Như thế này giùm em nha. Và có dây cột ngang eo luôn. Rồi đầm vét 135 giùm em nha mấy chị ơi. Rồi a à, lấy cái này chốt em nha, vét 135, form 57-58kg độ lại men vừa em nha. Giá 135.000 mấy chị ơi. Giá 135.000 giùm em mẫu này nha. Form 57-58kg độ lại men vừa màu xanh nhạt nè. Màu này lên dễ thương lắm luôn nha, lên dễ, rất là dễ chịu luôn mấy chị ơi, màu xanh nhạt nè. 135.000 giùm em nha. A à, lấy chốt em là đầm vét 135 nha mấy chị ơi. Đầm vét 135 đầm vét giùm em nha. Giá 135.000 đầm vét. Đầm hồng này em cũng có ấp hình nè. Chung là cái này mấy cái này mấy chị cứ yên tâm. Hình em ấp như thế nào là hàng nó y như vậy luôn mấy chị ơi, nó không khác gì hết. Đây nha, cái đầm em có ấp hình nè. Đầm hồng. Đầm hồng nha mấy chị ơi, đầm hồng 135.000. Đầm hồng 135. Đó, mẫu này cũng có ấp hình rồi nha mấy chị. 135.000 màu hồng, 60kg đổ lại men vừa giùm em. 60kg lại men vừa. Đây nha mấy chị ơi, chị nào bầu bì cũng có thể bon chen được luôn. Nó có kìm dây cột eo cho mình nha. Về cái cổ nè, dễ thương lắm luôn mấy chị ơi. Đó, cài vô xong rồi điều chỉnh cái cổ lại nha. Về vải của nó là có những cái hình thêu nè, thêu như thế này giùm em nha mấy chị ơi. Về phía dưới là có phối lưới. Đó, 60kg đổ lại là men vừa đầm hồng này luôn nha. Giá 135.000, kìm dây cột eo cho mình luôn. Đây mấy chị ơi, giá 135 giùm em nha. Cái này có ấp hình mẫu mặt rồi nè, đẹp lắm luôn mấy chị ơi. A à, lấy thì chốt em là hồng nha, 135.000 đầm hồng. Hàng Quảng Châu hết nha mấy chị ơi, chắc vải đẹp lắm lắm luôn á. Cái này vải đẹp lắm. Rồi 60kg lại men vùi giùm em nha. Thì rồi lấy thì chốt em là hồng 135 hồng nha mấy chị ơi. Hồng 135.000. Hồng 135 giùm em nha. A à, lấy chốt hồng 135. Ngon, có không? Không có, khỏi tìm. Chắc cái đầm đó em tìm sâu nha mấy chị ơi. Bây giờ tìm mất thời gian quá. Còn có một cái cuối à. Còn cái cuối cùng mà thì khách đặt hết. Còn một cái cuối cùng luôn. Mày để ở đâu mà không biết. Đầm đó là hình em đăng sale lỡ ngồi nó y vậy luôn mấy chị ơi. Nó không khác gì hết. Về mẫu đó ngày hôm qua em có like rồi. Mẫu đó ngày hôm qua là có like rồi. Bây giờ còn một cái thôi, không biết nằm đâu. Rồi áo 2 dây nha mấy chị ơi. Áo 2 dây nè. Áo 2 dây giá 69.000. Form 52-53kg đồ lại men vừa áo này. 52-53kg lại men vừa mà em nha. Nút này nút bọc vải nè mấy chị ơi. Nút bọc vải. Dây 2 dây nè có điều chỉnh keo thấp cho mình luôn. Có điều chỉnh keo thấp nha mấy chị. 69.000. 52-53kg đồ lại men vừa. Cái này lên cưng lắm. Em có màu vàng nè. Màu xanh với màu kèm vô sữa. Màu xanh nha mấy chị ơi. Vàng xanh với kèm phôi sữa, dây điều chỉnh keo thắt được nè, dễ thương lắm luôn. Có 69.000 thôi nha mấy chị ơi. Có 69.000 một áo thôi nha. Đây, màu xanh, màu vàng với màu kèm phôi sữa be màu, giá 69.000. A à, lái chốt giùm em áo kèm màu nha, giá 69.000 thôi à. Đây. Màu này là màu kèm phôi sữa giùm em nè, dây điều chỉnh keo thắt được nha mấy chị ơi. 69.000 giùm em nha. Kè vô sữa nè. Rồi màu xanh. Màu xanh với màu vàng. Be màu nha. 69.000 một cái nha mấy chị ơi. Be màu giá 69.000. Chị nào lấy áo 2 dây này thì chốt giùm em là áo 2 dây kìm màu nha. Áo 2 dây kìm màu giá 69.000 nha mấy chị ơi.
hai dây kìm màu giá 69.000. Ai lấy chốt nha mấy chị ơi, hai dây 69. Rồi áo khớp 135 giùm em nha mấy chị ơi, khúc dù. Khúc dù hai lớp giùm em nha, 135.000 một áo và form 57 58 kg độ lại là men vừa. 57 58 kg lại là men vừa, 60 kg mà keo keo cũng vừa luôn. Ở dưới là rất là co giãn luôn á. Rồi khúc dù nha mấy chị ơi, 135.000 khúc dù. 57 58 kg lại men vừa em nha. 57 58 kg lại men vừa, dù là dù hai lớp nha mấy chị ơi, chất đẹp lắm lắm luôn. Ai lấy cho em áo khớp giá 135 áo khớp nha, khớp 135. Hàng này hàng hai lớp nha mấy chị ơi. Giờ lấy khớp đang mặc chốt em khớp nha, giá 135.000 áo khớp. 135 nha mấy chị ơi. Khớp 135 giùm em nha. Ai lấy chốt khớp 135. Rồi cái này chị nào lấy cái này chốt em là lính nha. Cái họa tiết của nó lính lính như thế này nè. Lính 135 giùm em. Form là y chang nhau luôn. Vải này vải dù giùm em nha, dù bên trong hàng này hàng hai lớp đẹp lắm. 135 ngọc áo thôi nha mấy chị ơi. 135 ngọc áo thôi nha. Chị nào lấy cái đang mặc chốt em là cái đang mặc nha, còn này chốt lính nè, khớp lính. Dù hai lớp đẹp lắm luôn mấy chị ơi. 135 ngọc áo thôi nha, giá 135. Đây. 135.000 giùm em hàng hai lớp. Ai lấy chốt em là khớp lính nha mấy chị ơi, khớp lính 135 khớp lính. Giá 135.000 nha, khớp lính giùm em nè. 135 khớp lính nha mấy chị ơi. Đó. Đẹp lắm luôn nha. Cái mặt là đó, chữ là chữ thêu, chữ là chữ thêu giùm em nha. Lính 135. Chị nào lấy thì chốt nha mấy chị ơi, lính 135.000. Mẫu này nữa nè. Mẫu này em có màu đen. 135.000 nha mấy chị ơi, 135.000. Lính của chị Ngọc Ngọc nè. Ngọc Ngọc cho em lại B số đuôi điện thoại nha Ngọc Ngọc ơi, chụp EBT luôn không? Ngọc Ngọc cho em lại B số đuôi điện thoại nha chị, cho nó khỏi nhầm nha. Rồi dù hai lớp giùm em. Cái này đẹp lắm luôn mấy chị ơi, cái này a à, lấy chốt em màu đen nè, 135.000 màu đen. Form giống như em đang mặc luôn nha, form y như em mặc luôn. 135.000 chốt em màu đen. Đen 135 đen nha mấy chị ơi. Rồi cái này là vải nha, 088 đi luôn nha, chụp EBT luôn. Cái này nó dạng là vải nha mấy chị ơi, vải kaki á, kaki mềm nha. Cái này màu màu kè phôi sữa là chất kaki mềm giùm em nha, 135. Hàng hai lớp mấy chị ơi, đẹp lắm, 135.000. Hàng hai lớp giùm em nha. Giá 135, màu kè phôi sữa này là chất vải kaki mềm nha mấy chị ơi. Ai lấy chốt giùm em nha. 135.000 màu kè phôi sữa. Kè phôi sữa. Ok Ngọc Ngọc nha. Rồi tại vì có hai bên Ngọc Ngọc luôn, sợ nhầm á. Rồi kè phơ sữa 135 vải kaki mềm giùm em nha mấy chị ơi. 135.000 hàng hai lớp nha. Bao đẹp cho mình luôn, hàng hai lớp giùm em. Chốt em kè phơ sữa 57 58 kg độ lại, 60 kg cũng vừa luôn mấy chị ơi. 60 kg mà chị nào keo keo thì mặc cũng vừa luôn nha. Khớp nè, thoải mái cực kỳ luôn. Rồi đen 135 kè phơ sữa 135. Ai lấy thì chốt giùm em nha mấy chị ơi. Màu đen nè, hàng hai lớp rất là xịn luôn nha mấy chị. Giá chỉ có 135 thôi, đẹp lắm lắm luôn. Đen 135 kè phơ sữa 135 giùm em nha. Đen 135 kè phơ sữa 135. Rồi cái này là màu nâu giùm em nha, nâu đậm. Nâu đậm cũng là chất vải, vải mềm, kaki mềm rất là đẹp nha mấy chị ơi. Rồi. Cái vải này nó dạng như nhung nhung nữa chị ơi. Nhung nhung gần như chất da lộn vậy á, nói chung đẹp lắm luôn nha. Rồi ai lấy cái nâu này chốt im nâu 135 nâu nha mấy chị ơi. 135.000 nâu. Hàng là hàng hai lớp hết, rất đẹp luôn nha. Hàng hai lớp. Giá 135.000 khúc nâu 135 giùm em. Rồi ai lấy nâu 135 chốt em là nâu 135 nha mấy chị ơi. Nâu. Đó, 135.000 màu nâu giùm em nha. Cái mặt chữ là chữ thêu nha mấy chị ơi. Nâu 135 giùm em nha. Ai lấy thì chốt em nâu, giá 135.000 màu nâu. Nâu rồi nha mấy chị ơi, đẹp lắm. Nâu này là em có màu đen với lại màu kẹp vô sữa nữa. 135 à. 60 kg cũng vừa luôn á.
Rồi màu nâu giùm em nha mấy chị ơi. À lấy nâu thì chốt nâu nha. Hàng này hàng hai lớp vải đẹp lắm. Nâu, chị Yến Hoàng lấy nâu 1B5 nè em. Chị Yến Hoàng nâu 1B5, hàng hai lớp đẹp lắm mấy chị ơi, có 135.000 thôi nha. Nâu 1B5 chị Yến Hoàng. Rồi loại này là có mũ nha mấy chị ơi, loại này có mũ. 135.000 giùm em nha, có sọc màu hồng với sọc màu xanh hai màu. Sọc này sọc hồng nè mấy chị ơi, sọc hồng nè. Rồi có sọc xanh nữa. 1B5 giùm em nha, 135.000, màu nâu. Màu nâu, màu hồng hai màu. Cái này là chất vải gần như chất da lộn rồi mấy chị ơi. Còn cái màu hồng này là vải dù nha, màu hồng này là vải dù. 135.000 giùm em nha, 1B5. Màu hồng là vải dù, còn cái nâu này là chất gần như chất da lộn nha mấy chị ơi, rất là đẹp luôn. Hàng hai lớp nha. Hàng hai lớp rất là xịn luôn nha mấy chị ơi. 1B5 giùm em. À lấy cái này chốt giùm em là nâu nha, sọc nâu. Sọc nâu 1B5 60 kg lại em vừa luôn á. Sọc nâu 1B5 giùm em nha mấy chị ơi. Chị lấy sọc nâu này chốt em sọc nâu nha. 135.000 sọc nâu. Đó đẹp chưa mấy chị ơi, tay nè, chữ nè. Đẹp lắm luôn nha. Nâu của chị Hải Vy Nguyễn nè. Sọc nâu em mặc của chị Hải Vy Nguyễn nha. Ok giùm em nha chị ơi. Sọc nâu đang mặc của chị Hải Vy Nguyễn nè, ok giùm em. Sọc nâu chị Hải Vy Nguyễn. Rồi cũng còn sọc hồng 1B5 nha mấy chị ơi, hàng hai lớp đẹp lắm. Sọc hồng giùm em nha. Sọc hồng 135.000 sọc hồng, ok chị Hải Vy Nguyễn. 135.000 còn sọc hồng nha mấy chị ơi. Ai lấy sọc hồng thì chốt em là sọc hồng nha, 1B5 sọc hồng. Hàng này vải đẹp lắm luôn mấy chị ơi, cái hồng này là vải dù nha. Đó, đẹp chưa? Ở trong là có lót luôn, hàng hai lớp bao đẹp cho mình nha. Rồi ai lấy hồng chốt em hồng. Hồng nha mấy chị ơi, hồng 135.000 hồng. Hồng 1B5 giùm em nha, hồng 1B5. Ai lấy chốt hồng 1B5 giùm em nè. Rồi màu đỏ, đỏ mận nha mấy chị ơi. Màu đỏ mận 1B5. Ai lấy chốt đỏ mận 1B5 giùm em nha. Thêu toàn bộ là thêu nè. Hai bên này là thêu giùm em nha. 135.000 chốt em đỏ mận 1B5 nha mấy chị ơi. Đỏ mận 1B5. Cái em mặc là còn màu hồng nè. Màu hồng 1B5 nha mấy chị ơi. Hồng 1B5 nè. Rồi cái này chốt đỏ mọn giùm em nha, 135.000 đỏ mọn, hàng hai lớp nha mấy chị ơi. Đẹp lắm luôn, hàng hai lớp giùm em nha. Chốt em đỏ mọn 1B5 nha mấy chị, 1B5 đỏ mọn. Đẹp lắm luôn nha, màu đỏ này lên sáng da cực kỳ luôn, đỏ đỏ đậm á. Rồi đỏ mọn 1B5 giùm em, ai lấy chốt nha mấy chị ơi. Hai lớp dày dặn rất là đẹp luôn, hai bên này nó thêu cho mình luôn nha. Hai bên này thêu nha mấy chị ơi. Đỏ mọn cho Lê Ngọc Anh Thi nè em. Đỏ mận 1B5 Lê Ngọc Anh Thi. Đỏ mận 1B5 Lê Ngọc Anh Thi nha. Rồi đầm này 1B5 em có màu đen với màu vàng hai màu nha mấy chị ơi. 135.000 em có màu này là màu đen với màu vàng nữa hai màu. 40 đến 60 kg mang vườn em nha. 135.000. Màu vàng với màu đen hai màu nha mấy chị ơi. Màu vàng nè, với màu đen mặc là hai màu nha. Giá 135.000, hàng siêu đẹp luôn nha mấy chị ơi. Cái này là hàng Quảng Châu á, chất vải rất là mịn, rất là đẹp luôn nha. Mịn đẹp xuất sắc luôn. Giá có 135.000, 40 đến 60 kg men vườn em nha mấy chị ơi. Dạ chưa, em chưa có khóc đó nha nhà Ngọc Trâm ơi. Rồi đầm em mặc màu đen, màu vàng hai màu. Ai lấy chốt em đầm kìm màu nha mấy chị ơi. Rồi áo lông 39.000, ai lấy chốt giùm em áo lông nha. Form này 57-58 kg với lại men vừa luôn. Áo lông 39.000 mặc lên cưng lắm luôn mấy chị ơi. Áo lông giá 39.000 giùm em nha. Ai lấy chốt em áo lông giá 39 nè mấy chị ơi. Áo lông em có màu hồng nè. Màu kè phôi sữa. Màu vàng cho chị Berry Coco, ok chị nha chị ơi. Rồi áo lông nè, em có màu hồng, màu nâu hai màu. Ngân em lấy cái cọc này màu vàng này em ra đây, màu vàng này cho Berry Coco.
Eri Coco màu vàng này em. Rồi ghi luôn hay khỏi lấy, ghi ghi em. Rồi áo lông béo màu dùm em, màu nâu, màu hồng hai màu. Màu kèm phôi sữa cho Trang Nguyễn nè. Kèm phôi sữa cho Trang Nguyễn. Trang Nguyễn kèm phôi sữa 39. Chị Vân Anh ơi, chị lấy màu gì béo màu dùm em nha. Kèm phôi sữa màu hồng hai màu. Kèm phôi sữa với hồng hai màu chị. Rồi béo màu dùm em nha chị Vân Anh ơi. Kèm phôi sữa với lại màu hồng hai màu. Đó đẹp lắm luôn. Hồng kèm phôi sữa hai màu dùm em. Ok chị Vân Anh hai cái hai màu. Chị Vân Anh hai cái hai màu nè. Đầm vàng cho Nguyễn Huyền Phượng. Đầm đang mặc màu vàng cho Nguyễn Huyền Phượng. Chị Vân Anh này em hai cái hai màu. Ai lấy áo lông đồ chốt em nha mấy chị ơi. Chị nào lấy áo lông đồ chốt em áo lông kìm màu nha. Áo lông kìm màu. Ai lấy đồ chốt em áo lông kìm màu nha mấy chị ơi. Màu nâu, màu hồng hai màu nha, lấy chốt em nha mấy chị ơi. Đây màu hồng nè, màu hồng, màu nâu hai màu. Em lấy cái rồi ngon, lấy cái vàng cho Nguyễn Hồng Vũ trước nha em. Cái đầm này nè, chờ chị xíu ha. Rồi cái này chốt em hồng nha mấy chị ơi, hồng, nâu hai màu, em còn mỗi màu một cái nha. Còn mỗi màu một cái, ai lấy thì béo em nha mấy chị ơi. Đầm em mặc chị nào lấy nó thì chốt giùm em nha, màu đen, màu vàng hai màu, vải này nhận hàng ưng ý liền luôn. Đẹp lắm, co giãn nha Nguyễn Huyền Phượng ơi. Co giãn em chứ cái bụng là thoải mái nè. Co giãn thoải mái nha, dễ thương lắm. Đầm vàng ở chị An Lành màu vàng luôn. Màu vàng ở chị An Lành màu vàng luôn. À lấy nội chốt giùm em nha, đen vàng hai màu giá 135, màu đen màu vàng hai màu. Giá 135.000. Rồi, áo này 85.000 giùm em nha mấy chị ơi. Phom rộng rãi thoải mái, phom giấu quần luôn. 40 đến 60 kg men vừa. Cái này em chị nào lấy cái này chốt em mẻ số 1 nha. 85.000 mẻ 1. Rồi mẻ 2. Mẻ 2. Mẻ 2 nha mấy chị ơi. À lấy chốt em mẻ số 2 nha. Vải beo đẹp luôn nha mấy chị ơi. Hàng Quảng Châu giùm em nè. Giá có 85.000. 85.000 một cái giúp em nha. À lấy chốt giùm em nha mấy chị ơi. Mẻ số 1 là hình đây nha. Mẻ số 1 nè, vải đẹp lắm mấy chị yên tâm chắc vải. 85.000 chốt em mẻ 1. Rồi này chốt em mẻ số 2 nha mấy chị ơi. Form rộng rãi thoải mái giấu quần luôn. Mẻ 2. Rồi này mẻ số B nè, ai lấy chốt em nha. 85.000 mẻ số B. Ai lấy chốt em mẻ số B nha mấy chị ơi. Mẻ số B giùm em nha, số B đây. Số B nè, form rộng rãi thoải mái giấu quần luôn. Áo đen có cổ trắng em hết hàng rồi nha chị Huỳnh Y ơi. Khách đặt hết rồi chị. Hết hàng áo đó rồi nha chị. Rồi này chốt em mẻ số B giá 85.000 mẻ B nha. Ai lấy chốt giùm em nè, mẻ số B. Mẻ 2 nha mấy chị ơi, beo này beo nhí. Mẻ số 2 là hình này, mẻ 2 giùm em. Rồi cái này mẻ số 1 giùm em nha mấy chị ơi. Mẻ 1 luôn. Ai lấy chốt em áo kìm đó mẻ số em có đọc nha, 1 nè. Rồi 2. Rồi B nha mấy chị ơi. Mẻ 1 2 B, ai lấy chốt giùm em nha. 1 2 B. Rồi cái đầm trắng hồi nãy em có hình nè mấy chị ơi. Hàng này hàng Quảng Châu, cho nên chất quả mấy chị yên tâm nha. Beo đẹp luôn. Nó là dáng maxi dài thế này. Hồi nãy em có hình rồi. 135.000. Trên cùng. Phía ngồi em, phía ngồi đó. Đợi xíu lên. Dạ cảm ơn chị Liên Kim nha chị ơi. Rồi này chốt giùm em là đầm trắng 135 nha. 60kg đổ lại men vừa giùm em, cái này lên rất là sang luôn mấy chị ơi. 135.000 chốt em trắng 135. Trắng 135 đầm trắng nha mấy chị ơi. À lấy đầm trắng chốt em đầm trắng giá 135.000 nè. Hàng Quảng Châu nha, chất vải rất là mịn, rất là dày dặn, beo đẹp cho mình luôn. Có phần này của nó nè, dễ thương lắm luôn nha mấy chị ơi. Vải mịn mát cực kỳ luôn. Giá 135 nha. Ngọc ngọc một cái trắng nè. Ngọc ngọc hồi nãy em. Ở trong còn á.
Ngọc Ngọc một cái trắng, ai lấy nó chốt giùm em nha. Còn một hai cái trắng nó là hết á, như còn cái nữa à. Hai cái. Rồi ai lấy nó chốt trắng một B5 giùm em nha mấy chị ơi. Bao đẹp cho mấy chị luôn, hàng đẹp lắm. 135.000 nha, chốt em trắng một B5 nha mấy chị ơi. Ai lấy chốt liền giùm em trắng một B5 trắng nha. Đen đang mặc cho chị Hân My nha chị ơi. Tầm đen đang mặc cho chị Hân My nha. Đen đang mặc cho Hân My. Nè nè nè, đi đâu à? Chị Hân My, Hân My là chung đơn với ai em? Phụng Nguyễn hả? Phải không? Hân My là gửi cho Bí Phụng đúng không chị Hân My ơi? Hân My là gửi Bí Phụng đúng không? Hân My cái đang mặc giá 1B5 nha chị. Cái mà có màu vàng nữa nha, ai lấy thì chốt mình em. Rồi cái đầm thổ cẩm này nè, trắng có một màu nha chị Hồng ơi. Màu trắng của chị Huỳnh Di. Huỳnh Di màu trắng, Huỳnh Di chụp EVT lại em. Huỳnh Di trắng. Ủa Huỳnh Di là khách cũ hay khách mới gì ngon? Cũ đúng không? Huỳnh Di. Rồi đầm thổ cẩm này nha mấy chị ơi. Đầm thổ cẩm này em về lại được như đây. Bê cái màu như thế này nè. Rồi 55-56kg lại men vừa. Đây mấy chị ơi, 135.000 ở trước lại theo hết giùm em nha. 135 ở trước lại theo hết mấy chị ơi. Vải này bao đẹp cho mình luôn. 135.000 giùm em nha. Cái này chị nào lấy cái này chốt giùm em mã số 5. Mã số 5 nha. Mã số 5 135. Dồn đơn ok chị Huỳnh Duy dồn em. Rồi cái này chốt mã 6 giùm em nè, nó chỉ khác mỗi phía trước thôi. Cái đầm này bữa trước em hết hàng, hôm nay em cũng về lại luôn. Về lại cái màu này. Màu đỏ là không có tìm, không có hàng nữa luôn. Rồi 135.000 giùm em nha mấy chị ơi. Chốt em thổ cẩm nè. Thổ cẩm này mẻ số 2 nha. Mẻ số 6. Thổ cẩm này mẻ số 5 giùm em nha mấy chị ơi. Thổ cẩm này mẻ số 5 giùm em nha. Cái này mẻ 6 nè. Mẻ 6 đẹp lắm luôn mấy chị ơi. 55-56kg lại men vừa. Mẻ 6. Và cái này mẻ số 7 giùm em nha. Số 7. Số 7 nó đơn giản hơn. Áo thun crop top có nha Ngọc Ngọc ơi. Rồi cái này chốt mẹ số 7 giùm em nha mấy chị. Mẹ số 7 ở dưới nó có bèo nè. Số 7 này á, số 7 này là 60kg lại vừa luôn á. Tại cái số 7 này form nó rộng hơn. Số 7 này 60kg lại vừa luôn mấy chị ơi. Số 7 nè. Mẹ số 7 này giùm em nha. Form 60kg lại mang vừa. A lấy chốt mẹ 7 nha mấy chị ơi. Mẹ số 7 135.000 mẹ 7. Ngon cái áo màu đen ngắn ngắn hồi nãy em có xếp không? Cho chị ơi. Rồi chia sĩ like giùm em nha mấy chị ơi. Đây cái đầm hoa này nè. Đầm hoa 135. Áo crop top là em đang có loại này nha chị Ngọc Ngọc ơi. Đang có loại này. Chữ của nó là chữ thêu và hình ở trước là bằng vải luôn. Vải may vô nên là giặt thoải mái, không sợ bong tróc gì hết nha. Vải này may vô cho nên là thoải mái, không sợ bong tróc nè. Rồi áo đen 85.000, ai lấy chốt đen 85 giùm em nha. Form là form ngắn, form rộng mà form ngắn. Màu đen 85.000, chữ là chữ thêu mấy chị ơi. Hình ở trước bằng vải giặt thoải mái, không sợ bong tróc nha. 85.000, ai lấy chốt đen 85 giùm em nha. Đen 85.000 màu đen mấy chị ơi. Ai lấy chốt em là đen 85.000 màu đen. Vải đẹp nha. Vải đẹp nha mấy chị ơi. Rồi 85.000 thôi, chốt đen giùm em nha. Diệu Bùi nè, chị Diệu Bùi cái đen. A lấy nó chốt giùm em nha mấy chị ơi, có 85.000 cái thôi à. Rồi đen giùm em nha mấy chị ơi, 85.000 một cái. A lấy chốt đen giùm em. Đen 85.000 màu đen. Chị nào lấy nửa béo em nha. Đen 85.000, A lấy chốt đen 85 mấy chị ơi. Đen 85.000, chị nào lấy đúng không? A lấy thì nó chốt giùm em nha. Đen có chị Tuyết Trinh Nguyễn một cái không em? Tuyết Trinh Nguyễn 85. Rồi áo khoác 95 còn cái cuối cùng. 60kg lại men vừa luôn. A lấy chốt khoác 95 giùm em. 60kg lại men vừa. Chỗ này là chữ thêu, hai bên là dây kéo. Túi hai bên là dây kéo nha. Phía trong có túi to bên trong luôn mấy chị ơi. Đây, có túi to bên trong giùm em luôn. Đựng điện thoại, đựng tiền đồ nha. Rồi chốt em khoác xanh 95.000 khoác xanh. Màu tím thì nó sáng hơn, nhưng màu kia thì nó sáng.
Rồi cái này A lấy thì chốt em màu xanh nha, xanh 95.000 xanh, A lấy chốt xanh 95 dùm em nha mấy chị ơi. Còn cái cuối cùng vải dày dặn nha, màu xanh nè, trên vai, trên này của nó chạy viền luôn nè mấy chị ơi, chạy viền luôn dùm em nha, có 95.000 éo thôi nha mấy chị ơi. Còn cái cuối cùng A lấy thì chốt dùm em nha, chờ lấy chốt dùm em nè, hot 95 đầm hoa xanh 1B5 mấy chị ơi, 40-60kg men vừa, có kèm dây nịt cho mình luôn, có kèm dây nịt cho mình luôn nha mấy chị ơi. Đầm hoa xanh đẹp lắm luôn, hàng Quảng Châu dùm em nha, 135.000 đó. Phần dưới là xếp ly nha mấy chị ơi, phần dưới là xếp ly 40-60kg men vừa, bầu bì bon chen được luôn nha, đó đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Cổ của nó nè, rồi tay bèo dùm em nha, tay là tay bèo nè, 60kg lại men vừa, ở dưới là dập ly dùm em nha, ở dưới là xếp ly nè, và có lốt bên trong luôn mấy chị ơi. Đó, có lốt bên trong dùm em nha. Áo đen cho Ngọc Ngọc, áo đen chị Ngọc Ngọc nãy giờ nè em, áo đen Ngọc Ngọc 85. Rồi, đầm hoa 135.000 hàng Quảng Châu, chất vải đẹp lắm luôn mấy chị ơi. A à, lấy chút em đầm hoa 135 đầm hoa nha, đẹp lắm mấy chị ơi. Có kèm dây nịt cho mình luôn, có kèm dây nịt nè. Rồi A lấy chốt em đầm hoa 1B5 đầm hoa nha. Hồi nãy em xếp vô có một cái áo này đó, cái mũ ở sau màu trắng, ôm hết mấy cọc trắng này được. Rồi đầm hoa 1B5 dùm em nha mấy chị ơi. A lấy chốt em là hoa giá 135.000 đầm hoa 1B5, hoa 1B5 dùm em nha. Đây, áo này em về lại được màu đỏ rồi mấy chị ơi, 60kg lại men vừa. Áo này vải đẹp, vải mát lắm luôn, 60kg lại men vừa mấy em nha. Cái này em có hình rồi nè, hàng này nó xịn cực kỳ luôn, giờ lại được màu đỏ rồi mấy chị ơi. Cái này bữa trước hết hàng luôn á. Rồi A lấy chốt em chữ đỏ nha, 85.000 chữ đỏ, 60kg đổ lại men vừa, 60kg lại men vừa mấy em nha. A lấy chốt chữ đỏ dùm em, 40kg đổ lên và 60kg đổ về mấy em nha mấy chị ơi. Chữ đỏ, cái này là trong vải của nó luôn nha, giặt thoải mái chứ người ta không phải là in đâu mấy chị yên tâm nha, giặt thoải mái không sợ bong tróc gì hết. Rồi 85.000 chốt em chữ đỏ 85 nha mấy chị ơi, chữ đỏ giá 85.000 chữ đỏ. A lấy chốt chữ đỏ dùm em nha, vải beo đẹp luôn, tim mạc nè, hàng xịn ơi là xịn luôn mấy chị ơi, có 85.000 áo thôi nha. Rồi A lấy chốt em chữ đỏ 85.000 chữ đỏ, chữ đỏ 85 nha mấy chị ơi. Như còn có hai cái này là hết luôn đó nha. Rồi áo đen này em còn đúng hai cái là em hết hàng luôn nha, vải beo đẹp luôn. Trời ơi cái này nó xịn lắm luôn á, có 85.000 à mấy chị ơi. Rồi chia sẻ like dùm em nha mấy chị ơi, em thử cái áo này nè, áo này em mới lấy ra nó hơi nhăn nha mấy chị, 60-65kg lại vừa hết luôn, còn đúng hai cái cuối cùng, vải đẹp lắm. Áo này nha mấy chị ơi, tay nè, tay là tay dài dùm em nha, tay dài và nó có cái mũ phía sau luôn, đây có nón phía sau cho mình nha. Yeah. Đó có nón luôn nha mấy chị ơi, 85.000 em nha mấy chị ơi. Cái này mình mặc không cũng được nha, hồi mấy chị làm hot cũng được luôn, 85.000 chốt em trắng 85 nha mấy chị ơi, 60-65kg đâu lại thì vừa hết luôn. Duyên Huỳnh nè, mặc bình thường là mấy chị làm hot cũng được luôn nha, vải đẹp lắm, có mũ luôn dùm em, nút cài nè, rồi dây rút luôn, dây rút nè, nút cài em luôn nha, vải beo đẹp luôn mấy chị ơi. Mặc đóng thùng lại cũng dễ thương, mặc xong mấy chị cột cũng dễ thương. A à, lấy chốt em trắng 85.000 trắng nha mấy chị ơi, mặc vé bờ re rồi cũng đẹp nha, 85.000 chốt em trắng 85 nha mấy chị ơi, dài nè, có mũ phía sau. Chị nào lấy trắng này chốt em trắng nha, 85.000 trắng. Trắng nha mấy chị, ai lấy chốt trắng.
xem Nguyễn một cái. Trắng à, của Sam Nguyễn này em, trắng Sam Nguyễn. Đỏ chữ của Sam Nguyễn luôn. Nha, tính tiền cho khách. Trắng Sam Nguyễn, đỏ chữ Sam Nguyễn luôn em. Em có mặc lại 60kg lại vừa luôn nha mấy chị ơi, 125. Quần em mặc hết rồi nha mấy chị ơi, quần em mặc không có nha. Cái này túi, hai túi hai bên của nó là có dây kéo luôn. Cái kem này bao nhiêu rồi, cái kem 85. Cái đầm xém 125 em, cái đen cũng 125. Quần em mà không có nha, rồi khóa này 125. Hàng 2 lớp, túi là có dây kéo luôn nha mấy chị ơi. Về mẫu này nó có túi trong cho mình. Có túi trong, bên trong có lót vải caro 125, 60kg lại men vừa. Ở sau nó có hình nha mấy chị ơi. Ở sau nó có hình 125 dùm em nha, à lấy chút em khóa nâu 125. Ở sau có hình nha mấy chị. Khóa nâu 125, à lấy chút em khóa nâu giá 125.000 nâu dùm em nha. 125 nâu có túi trong nè. Đó caro như thế này dùm em nha. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Nâu 125 nha. À lấy chốt em là nâu giá 125.000 màu nâu. Nâu 125. Dạ một màu nha Ngọc On ơi. Cái này có một màu nha. 125 nâu. Bao nhiêu ngon? Một sáu năm hai bốn sáu năm sáu rồi. Xem Nguyễn ghi chưa. Rồi 125 khốt giùm em nha. À lấy khốt chút em khốt 125 mấy chị ơi. Cái này đẹp lắm luôn á. 125.000 giùm em nha. Khốt nâu của chị Hiền Nguyễn nè. Khốt nâu chị Hiền Nguyễn 125. Nâu chị Hiền Nguyễn 125. Hết rồi nha Ngọc On ơi. Chưa cắt nút luôn. Có 125 hết rồi nha Ngọc On ơi. Cái đầm này đẹp quá. Đầm này đẹp mà chưa cắt nút, để em like sau nha. Chia sẻ like dùm em nha mấy chị ơi. Rồi đầm đen 95.000. Đầm đen khóc 125 em hết rồi nha. Đen này em có màu nâu nữa, hai màu. 40 đến 60kg men vừa cái đầm này dùm em nha. 40 đến 60. Màu đen phía sau nha mấy chị ơi. Tè sau dài hơn tè trước dùm em nha. 95.000 màu đen nè. Tay nó hơi phồng phồng thế này mấy chị ơi. Hàng Quảng Châu thun đẹp lắm. 60kg lại men vùi mềm nha. Đây. Rồi phía sau tè sau dài hơn tè trước. Có màu đen, màu nâu hai màu. Đen nâu hai màu giá 95.000 vải beo đẹp luôn. Em đang mang màu đen nha. Đó tè của nó dễ thương lắm mấy chị ơi. Đen nâu hai màu. Vải này beo mịn beo mét cho mình luôn. Rất là mịn rất là mét giùm em nha. Giá chỉ có, có 95.000 thôi. 95.000. Ai lấy thì chốt giùm em nha mấy chị ơi. 95.000. Chị nào lấy chốt em đầm kìm màu nha, hàng Quảng Châu. Vải beo đẹp cho mình luôn, có 95.000 đầm thôi mấy chị ơi. Thun mịn mát cực kỳ luôn nha, tay hơi phồng phồng nè. Đó, dáng suông nha mấy chị ơi, dễ mặc không kén dáng. Rồi ai lấy chốt giùm em nha, phía sau. 95.000 màu đen, màu nâu hai màu. Chị lấy chốt em là đầm kìm màu nha mấy chị ơi. Giá 95.000 một đầm nha. A lấy chốt đầm kìm màu 95.000. A lấy chốt đầm kìm màu dùm em nha mấy chị ơi. 95.000 đầm kìm màu. Em còn một cái mũ. Mũ này size L. Còn cái mũ size L giá 45.000. Mũ nè mấy chị ơi. Size L giá 45.000. A lấy thì chốt dùm em nha. Cái này nam đội cũng được, mà nữ đội cũng được luôn. Nam nữ gì đội cũng được hết. 45.000, chốt giùm em mũ nha mấy chị ơi. Mũ 45.000 mũ. Còn cái nè, 45.000 mũ giùm em nha. Rồi mũ 45 nha mấy chị ơi, màu xanh rêu. Xanh L là mình đội được hết đó, em đội cũng được. Đó, nam nữ gì đội cũng được hết luôn. Mũ này chất rất là xịn nha mấy chị ơi.
trong của nó là hàng xịn đẹp nha, 45.000 còn cái sót ra. Rồi ai lấy mũ chốt mũ em nha, 45.000 mũ xanh rêu. Mũ đẹp lắm nha mấy chị ơi, không phải giống như những cái mũ mà bán ở ngoài kia đâu nha. Mũ này hàng khác. Rồi ai lấy thì chốt giùm em nha, mũ xanh rêu 45.000 mũ. Rồi đầm em mặc 95, ai lấy thì báo em nha mấy chị ơi. Đầm thổ cẩm nè. Đầm họ tiết 125. Mũ cho chị Phương Trang 45 em. Đầm họ tiết này 125 giùm em nè, có một cái thôi. Đầm này 5B 54 kg trở lại men vừa em nha, 125. 125 và form 5B 54 kg lại men vừa. Đầm họ tiết nha mấy chị ơi, 125.000 ở dưới là đuôi ké nè, rất là dễ thương nha. Ở dưới là đuôi ké. 125.000 giùm em nha, đầm họ tiết. Chị lấy chú em đầm họ tiết nha, giá 125 đầm họ tiết. Đầm họ tiết 125 giùm em nha mấy chị ơi. Chị đã lấy đầm họ tiết thì báo em nha mấy chị, đầm họ tiết 125. Đầm hồng 95.000 cổ trụ. Trang Nguyễn em bé này. Trần Hương. EVT hồng. Rồi cái này ai lấy chốt hồng 95 giùm em nha, 60 kg lại men vừa, đầm thun form rộng, 60 65 kg bầu bì men được luôn. Đưa chị coi. Ừ, 90 em. Rồi cái này hồng nha, 95.000 hồng. Ai lấy chốt hồng 95 giùm em. Cổ là cổ trụ nha mấy chị ơi, hàng này vải đẹp lắm luôn, tim mẹ của nó nè. 95.000 thôi nha. Cảm ơn nha. Đầm hồng của Bảo Trân hồng 95 nè em. Bảo Trân hồng 95. Để mình ghi lấy nhé. Ok chị Bảo Trân tranh thủ ghi sớm giùm em nha. Ủa Bảo Trân này là hồi giờ mè đúng không? Bà Bảo Trân này hồi giờ có số điện thoại em rồi được không? Rồi ai lấy thì chốt em nha mấy chị ơi. Rồi cái đầm hồng này hàng Quảng Châu giùm em, nó có ánh nhũ 125.000. 125 giùm em nha. Ở phía trước là nút bọc vải như thế này mấy chị ơi, cái đầm nó có ánh nhũ rất là sang luôn. Cái này form 57-58 kg với lại men vừa luôn. 60 kg lại vừa cái đầm này luôn mấy chị ơi. 60 kg lại men vừa đầm hồng này luôn giùm em nha, 125. 125, chị lấy đầm hồng 125, chốt em hồng 125 nha, đi tiệc rồi cũng được luôn nha mấy chị ơi. Khách mới ok chị Bảo Trân nha chị. Bảo Trân ghi số điện thoại ngồi bì em ghé. Chị ơi tranh thủ ghé sớm giùm em nha. Rồi, này phía dưới tim mẹ của nó hàng Quảng Châu nha mấy chị ơi, 125.000. A à, lấy hồng 125, chốt em hồng 125 nha. Đẹp lắm. 60 kg lại men vừa, cái này mấy chị mang đi tuyệt cũng được luôn nha. Nè ánh nhũ là rất là sang luôn, hàng hai lớp. Hàng hai lớp giúp em nha. Nút bọc vải nè, đẹp cực kỳ luôn. 125.000, chốt em hồng 125 nha mấy chị ơi. Chốt em là hồng 125.000 hồng nha. Hồng 125. Hồng 125 giùm em nha mấy chị ơi. 60 kg đổ lại là men vừa giùm em luôn. Chốt em hồng 125 nha. Hồng giá 125.000 màu hồng. Rồi đầm hồng vít nè mấy chị ơi, hồng vít này em còn cái cuối cùng giá 135.000. Đây hồng vít nè. 135.000, form 56-57 kg đổ lại men vừa giùm em luôn. Còn hình như còn một cái, ngon à em, cái đầm thun mềm lỗ màu lon lon màu á. Đó. Còn một cái cuối cùng nha, Thanh Rino ơi, lấy thì béo chị nha. Rồi cái hồng vest 135. A à, lấy chốt em hồng vest 135 nha. 56 57 kg lại men vừa dưới đều xếp ly nè, rồi nút hai bên. Đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi. Rồi chốt em là hồng vest nha mấy chị, hồng vest 135.000 hồng vest nha. 135 hồng vest đẹp lắm luôn mấy chị ơi. A à, lấy thì chốt em là hồng vest giá 135.000 nha. Đầm hôm qua còn cái cuối nè, mát lạnh luôn, chốt rất là mát luôn nha. 135, lấy thì chốt chị nha, Thanh Rino. Hàng Quảng Châu, to, rộng, rãi, thoải mái. 70-80kg thì cũng vừa nữa, 135.000.
Ngọc Ngọc, tóp tóp đen ra giùm em được không? Ngọc Ngọc ơi, chị xẻ ra, để xẻ ra em mà chọn kỹ giùm chị nha, đừng có chọn xong rồi xẻ nha em. Ngọc Ngọc có cái gì, có cái áo màu đen gì đó đưa chị. Rồi 60, 65, 70 kg gì vừa hết giùm em luôn, 135.000. Đầm này rất là sang nha, mặt bao mát cho mình luôn, 135 mát lạnh luôn mấy chị ơi, chắc nó mát cực kỳ luôn nha. Hàng này hàng xịn, hàng mắc tiền. Đây nè, 135.000 giùm em nha. Rồi ai lấy chốt em 135. Đầm 135 giùm em nha. Đó, đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi, 135.000. Để em tí em ghé OV Thanh Rino nè, Thanh Rino 135. Cái bút này em có đậy nắp chưa gì ta? Không, mấy cái áo sơ mi hồi nãy em xếp á, sơ mi màu trắng, màu hồng rồi đâu. Hình như bỏ trong rồi đúng không? Rồi trắng 85.000, còn hồng đây. Trắng 85 giùm em nha, mấy cái áo mỏng mỏng thế này đang rất là hot luôn mấy chị ơi. Màu trắng. Cái này phối với lại áo bre dễ thương lắm luôn. 60kg lại men vừa 85.000, ai lấy chốt trắng 85 giùm em nha. Màu trắng là màu hồng hai màu. Trắng 85, hồng 85 hai màu, ai lấy chốt giùm em nha. Trắng hồng hai màu giá 85.000. Trắng hồng hai màu giá 85.000 nha mấy chị ơi. Ai lấy chốt giùm em nha. Màu hồng nè. Form nó rộng rãi thoải mái nha. Đẹp lắm. Mà em có xẻ em chị chai nước không? Tay em mặc màu hồng nha, còn ở kia màu trắng nè. Màu trắng của Trang, màu trắng đẹp lắm em ơi. Màu trắng nha, còn cái mặt là màu hồng. Trắng nha quý chị ơi. Màu hồng, cái này màu hồng em nha, trắng. Cái kia là màu trắng, cái này màu hồng nha. Ai lấy thì chốt hồng. Dễ thương lắm quý chị ơi, màu hồng em nha. Tay là tay dài, tè sau dài hơn tè trước. Vải này dễ thương lắm nha. Ai lấy chốt em hồng 85.000 hồng. Trang màu trắng 85. Rồi màu hồng giùm em nha mấy chị ơi. Ai lấy hồng chốt hồng giùm em nha. Hồng 85.000 màu hồng giùm em nha mấy chị ơi, hồng. Đẹp lắm luôn. Phía sau của nó này đó. 85.000 màu hồng giùm em nha. Ai lấy chốt hồng đâu không? Đâu. Hồng 85.000 hồng giùm em, ai lấy chốt hồng nha mấy chị ơi. Rồi em còn hồng nha, ai lấy chốt hồng. Rồi cái kèm mì em còn cái cuối cùng. Có chị nào đi làm, có nhu cầu đi làm về đem cơm theo không? Lấy luôn 105, đẹp lắm, xinh đẹp. Còn cái màu hồng cuối cùng, giá 105.000. Đây nè mấy chị ơi, em bi ri cái này xíu nha. 105.000 màu hồng. Màu này màu gì ta? Phải hồng màu kem sữa không? Vậy như màu kem sữa gì á. 105.000 còn cái cuối cùng. 105 còn cái cuối cùng mấy chị ơi, ai lấy thì hốt luôn nha. Này không về hàng nữa tại bán một đợt à. Hồng của Thanh Trúc nè. Ủa Thanh Trúc lấy kèm miền hay là lấy áo hồng gì bè Thanh Trúc? Lấy áo hồng đúng không? Tưởng là lấy cái này chứ. Áo hồng cho Thanh Trúc nè. Tám lăm ngàn ở Thanh Trúc. Rồi set này 85.000, cái kèm mèn nè mấy chị ơi, ai lấy thì chốt giùm em nha. Ở trong là nó bằng inox hay nhôm gì đây. Nè phía trong của nó là nha mấy chị ơi. Em còn cái cuối cùng, giá là 105.000. 105 giùm em nha mấy chị ơi. Đó, đi làm, đem đồ ăn, đem cơm thì rất là tiện luôn nha. Rồi ai lấy thì chốt em, còn cái cuối cùng kèm mèn. Còn cái cuối cùng nha mấy chị. 100
105.000. Này giống giới thiệu đồ gia dụng. Rồi ai lấy thì chốt nha mấy chị ơi, kèm mèn 105. Còn cái cuối. Rồi em quay set nha. Set này 85.000, có màu đen. Màu đen, màu hồng, màu xanh, be màu 85.000. Rồi em thử mấy chị coi form. Đen, xanh, hồng, be màu 85.000 và form 60kg lại men vừa. Kèm mèn ghi chị Tuyết Trinh Nguyễn. Cảm ơn chị Trinh nha chị. Chị Tuyết Trinh Nguyễn kèm mèn 105. Chị bỏ cái hộp ra cho. Bỏ vô trong cái túi nhựa trước. Rồi xếp này em có màu đen, màu xanh, màu hồng, be màu. Ký lại men vừa nha mấy chị ơi, éo nè. Kiểu nó rất rất như thế này mấy em nha. Quần là quần đây, quần lưng keo mấy em nha mấy chị ơi, quần lưng keo và éo là kiểu hơi rất rất giùm em nha. 85.000 đen xanh hồng be màu. Chị Tuyết Trinh Nguyễn nè, hộp. Rồi bộ em mặc nha, 60 ký lại men vừa. Quần là quần lưng keo có túi luôn nha mấy chị ơi. Có túi luôn. Và nó rất rất như thế này mấy em nha, kiểu nó rất là bụi, rất rất như thế này mấy em nè. Đó. 85.000, màu đen, màu hồng, màu xanh, be màu. Đen, hồng, xanh, be màu giùm em nha. 85.000. Chị lấy chút em xếp kìm màu nha mấy chị ơi. Giá 85.000 xếp kìm màu giùm em nha. Cái này màu hồng. Rồi màu xanh, em đang mang là màu đen. 85.000 một xếp nha mấy chị ơi. Ai lấy chút em xếp kìm màu nha. Xanh, hồng với em mang là màu đen, be màu, có túi cho mình luôn. Có túi nha mấy chị, quần là quần lưng keo, rộng rãi thoải mái nha. Từ 40 đến 60 kg là men vừa xếp này luôn. Rồi 85.000 nha mấy chị ơi. A lấy chốt em là xếp kìm màu nha. 85.000 A lấy chốt xếp kìm màu giùm em nè. Cái đầm kia mình có cái đầm này phối màu cổ phối màu mới thấy mới treo kìa. Lấy về chị ơi. Màu nâu với màu trắng vậy. Rồi ai lấy xíu này không mấy chị ơi, 85.000, ai lấy thì chốt giùm em nha. Màu đen, màu hồng, màu xanh. Đen, hồng, xanh. Rồi em que mẫu nha mấy chị ơi, que mẫu nha. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Đầm này em có hai màu. Màu này là màu ruốc đậm với lại màu trắng, hai màu giá 135. Và form 60kg với lại men vừa. Chị Vy Lê hôm qua đi hàng chưa không? Vy Lê hôm qua chị đặt gì chị ơi, nếu như mà đặt giày là đã đi hàng rồi chị. Tại vì đơn giày là đi hàng rồi nha chị Vy ơi, bây giờ đặt thì em sẽ dồn sau chị nha. Em coi chị Vy Lê phải giày không, nếu như mà đặt đôi giày là đã đi hàng rồi. Rồi đầm em mặc 135, 60kg lại men vùi em nha, 135.000. Nó là phối màu nè, cổ có nút giày đúng không em? Ủa chưa đi hả, Vy Lê chưa đi hàng hả? Đâu, chính xác chưa? Thì nhớ lại đôi giày mẹ hay gì đó. Coi sổ bù điện á ngon à. Rồi đầm này 135 dùm em và form 60kg lại men vừa nha mấy chị ơi. Màu này là màu ruốc đậm với lại màu em có màu ruốc đi rồi đúng không? Chị Vy Lê ơi, bây giờ đặt hàng thì em sẽ dồn sau chị được không? Được thì ok dùm em nha. Tại vì đơn đôi giày đã đi hàng rồi chị, tại vì giày em nói trước là giày em không có giữ đơn giày á, giày là em cho đi hàng liền á, cho nên là chiều hôm qua đã đi giày rồi nha chị, giày đi hàng rồi, bây giờ lấy màu đen thì ok lại giùm em để em dồn đơn sau chị nha, rồi em gửi sau. Rồi đầm này em có màu ruốc đậm với màu trắng hai màu, 60kg lại men vừa nha, chị lấy chút em đầm kìm màu, ai lấy chút đầm kìm màu giùm em nha mấy chị ơi. Vy Lê nếu như mà có lấy đen thì béo em nha chị. Lấy dồn đơn sau thì béo em nha.
Rồi cái này nha mấy chị ơi, màu trắng, màu rút đậm dùm em nha. Ok chị Vi Lê nè. Thấy chị Vi Lê bộ đen 85.000, cảm ơn chị Vi Lê nha. 85 dồn đơn, chịu dồn vô. Rồi màu rút đậm, màu trắng, hai màu dùm em nha mấy chị ơi. Mẫu này ai lấy thì chốt dùm em nha. Trắng với lại rút đậm hai màu, chị lấy béo em nha mấy chị ơi, 135.000. Rồi đầm này, đầm này mình còn đỏ đâu không ta? Lấy dùm chị. Rồi mẫu này mấy chị ơi, 135.000, siêu xịn luôn. Phía dưới của nó là tầng như thế này nè. Tầng vải beo dày dặn, cầm cái đầm rất là nặng tay, mềm mét cực kỳ luôn nha. Ok chị Vi Lê đen 85 rồi nha. Rút đậm cho Trang Nguyễn Yên Bí nè. Rút đậm cho Trang Nguyễn Yên Bí. Rút đậm im hết rồi nha. Màu rút đậm cho Trang Nguyễn Yên Bí nè. Em còn màu trắng thôi nha Trịnh Minh Nguyệt ơi. Rồi chị Trang Nguyễn Yên Bí rút đậm 1B5 nè Ngân, 1B5 nha. Rồi em còn màu trắng nha chị, còn màu trắng thôi. Rồi đầm này em có màu đỏ với màu kim hai màu, giá 135.000, vải beo đẹp luôn, hàng Quảng Châu. Nó dày dặn cực kỳ luôn mấy chị ơi, dày dặn lắm. Đây cái này mặc được hai kiểu. Tới 7 giờ nha chị Huy Duyên ơi, 7 giờ nha chị. 135 cái này mấy chị mặc lên trên luôn cũng được giùm em nha. Cái chất vải này rất là xịn luôn mấy chị yên tâm, chất vải này giùm em. Vải của nó cực kỳ là xịn luôn nha mấy chị ơi, beo dày dặn luôn, thoải mái cái phần này là thoải mái nè, bầu bì bầu nhỏ mặc được luôn nha. 135.000, màu đỏ màu kim hai màu. Đó, hồng mấy chị mang trở vai đều xinh luôn. Trở vai giùm em nha. Có 135.000 thôi mấy chị ơi. Hàng Quảng Châu nên chất đẹp cực kỳ luôn. Rồi em mang là màu đỏ nha. Rồi này màu kim nữa, hàng Quảng Châu dùm em 135.000, siêu đẹp luôn mấy chị ơi. Ai lấy thì chốt liền dùm em nha. Màu kim, màu đỏ đô hai màu. Mấy chị mặc bình thường cũng được nè, hoặc là mặc trở vai đều xinh luôn. Đó. Ở dưới nè mấy chị ơi, nó đẹp cực kỳ, đẹp lắm luôn. Ở dưới nè nha, đó, 135.000. Màu em mang là màu đỏ đô nha mấy chị ơi. Ở ngoài đó là màu đỏ đô nha, và màu kim hai màu, giá 135.000 dùm em mẫu này nha. Ai lấy chốt em là đầm kìm màu, giá 135 đầm kìm màu mấy chị ơi. Đó đẹp, rất là đẹp nha. Rồi 135 ai lấy chốt đầm kìm màu, giá 135.000 dùm em. Đỏ đô với lại màu kim hai màu nha mấy chị ơi. Đỏ đô với màu kim hai màu. Rồi đầm suông nè, đầm suông. Đầm thun suông. Chữ của nó là chữ nổi giùm em nha. Chữ là vải may nổi như thế này luôn. 135.000, hàng Quảng Châu cao cấp mấy chị ơi. Ai lấy thun suông chốt em là đầm thun nha. Đầm thun. Đầm thun 1B5. Đỏ ngồi không chói nha mấy chị ơi. Nó trên like do ánh sáng nó bị chói nha, chứ ngồi màu nó không chói. Rồi chốt em đầm thun 1B5 đầm thun nha mấy chị ơi. Nè, thun này mặc vô rất là thích luôn. Thun mà hàng Quảng Châu mấy chị yên tâm nha. Vải của nó rất là mịn, rất là dày dặn và có độ co giãn rất là tốt luôn. Mát lạnh luôn mấy chị ơi. 135 chốt em đầm thun 1B5 nha. Rồi chốt em đầm thun giá 135.000 đầm thun nha mấy chị ơi. Đầm thun 1B5 giùm em nè, đẹp xuất sắc. Thun 1B5 nha. Ai lấy chốt thun 1B5. Rồi mẫu đầm trắng này em còn cái cuối cùng mấy chị ơi. Ai lấy thì chốt luôn giùm em nha. 60kg lại men vừa, bầu bì bon chiên thoải mái. Cái này em còn đúng một cái cuối cùng là em hết hàng luôn. Đúng ngon cái này, một cái cuối là đúng không? Cái cuối là hết luôn ha. Rồi ai lấy chốt em là đầm trắng 135 nha mấy chị ơi. 40-60 bầu bì bon chiên thoải mái giùm em luôn. Đẹp xuất sắc nha mấy chị ơi. Hàng Quảng Châu rồi mấy chị cứ yên tâm, chất thun giùm em nha. Thun nó đẻ lắm luôn, nó mịn nó mát, đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi phía dưới nè. Đây nha, 135.000 chốt em đầm trắng 135 nha mấy chị ơi. Chốt trắng 135 giùm em nha. Trắng 135.000. Còn đúng cái cuối cùng là hết luôn. Mẫu này mặc lên rất là xem nha mấy chị ơi, beo đẹp cho mình luôn. Bầu bì đồ bon chiên thoải mái giùm em cái này luôn nha. Rồi có 135 ngọc đầm thôi nha mấy chị ơi. 135 ngọc đầm thôi nha. Đó chị nào lấy thì chốt em là trắng, giá 135 trắng nè. Trắng 135.000 trắng nha mấy chị, ai lấy thì chốt liền giùm em nha. Trắng 135.
bộ ngủ bi, bộ đồ bi xe me giùm em nè, 55-56 kg lại men vừa, giá 95.000 bộ. Vải rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. Bộ bi xe me giùm em nha. Hàng này vải đẹp lắm lắm luôn. 95.000 một bộ giùm em nè. 95.000 một bộ nha mấy chị ơi, 95.000 một bộ nha. Cái này ai lấy chốt em là gấu nha, gấu này màu xanh đen. Gấu xanh đen. Đây mấy chị ơi. 100 ấy nhầm 95.000, quần nó có túi luôn nha. Rồi quần là có hai túi hai bên giùm em, form 55 56 kg lại men vừa. Gấu xanh đen nha mấy chị ơi, em lên màu hết cho mấy chị dễ chọn nha. Có nhiều màu lắm luôn, lên màu nè. Cái này gấu xanh đen giùm em nha, gấu xanh đen. Màu đỏ nè. Này con gì đây trời. Chốt em là con sóc màu đỏ nha chị ơi, chốt đỏ 95.000 đỏ. Form 55 56 kg lại men vừa em nha, chốt em đỏ 95. 55 56 kg lại men vừa nha mấy chị ơi. Đỏ 95 giùm em nha, đỏ 95. Màu hồng dâu nè, hồng trái dâu 95.000. Tay dài quần dài luôn nha mấy chị ơi. 95.000 chốt em là hồng trái dâu 95.000 nha. 55 56 kg lại men vừa. Rồi hồng trái dâu 95 nha mấy chị ơi. Hồng dâu 95.000, hồng dâu. Đây nha, hồng dâu 95. Màu vàng nữa nè. Rồi vàng 95 giùm em nha mấy chị ơi, vàng nữa, nói chung BCM là em có nhiều màu. Hàng bên em là hàng full viền như thế này nha mấy chị ơi, full viền luôn. 95.000 chốt em vàng 95 nha, vàng. Rồi vàng 95.000 vàng luôn, ai lấy chốt vàng 95. Vàng 95 nha mấy chị ơi, vàng 95 để coi còn màu gì nữa không, lên luôn. Rồi em que mẫu. Rồi nâu 95.000 nâu nha mấy chị ơi, ai lấy chốt nâu 95. Rồi đây nha mấy chị ơi, nâu 95. Rồi chị nào lấy thì chốt mình em nha. Nâu 95 nha, nâu vàng, hồng, đỏ và lại màu xanh đen. 95.000 bộ và form 55 56 kg lại men vừa này không phải không? Rồi que đầm nha mấy chị ơi, que đầm nha. Bờ rê nha mấy chị ơi, áo bờ rê màu đen, màu da, hai màu này em về hàng lại đường ít nha. Rồi cài phía trước nha mấy chị ơi, cài ở phía trước em nha, phía sau như thế này nè đó. Đây nha, 55.000 cái nha mấy chị ơi, áo bờ rê em nha, 55.000 cái này. Em có màu trắng, màu da, hai màu trắng da hai màu nha. Đó, cài phía trước giùm em nha mấy chị ơi, phía sau của nó nè. Đây nha, màu đen, màu da chú nhầm, màu đen, màu da hai màu. Rồi, màu đen, màu da hai màu, giá 55.000 một áo giùm em nha mấy chị ơi. Đây. Đó. Đây nha. 55.000 áo, có áo kiểu không chị, có nha Trang Nguyễn ơi. Thanh Rino em. Rồi, màu da với màu đen hai màu giùm em, giá là 55.000. Ai lấy chốt giùm em áo kèm màu 55.000 nha. Bre, màu da, màu đen. Ngon à. Em đẩy đầm này qua một bên xong rồi em kêu em lấy áo bên này chị dở like hơn. Áo kiểu ở dưới trước rồi áo thun ở trên luôn. Áo kiểu ở thun luôn, lấy một ít ít qua. Rồi bờ re nha, đen che hai màu. Ai lấy chút mềm nha, đen che hai màu. Để em qua lấy áo kiểu của em like.
em có chạy xe vô xong chưa? Chín ngàn, chuyện nào lấy thì chốt nha. 60kg lại men vừa luôn á, trong váy B9, áo B9 áo nha, quả lem mà nó hơi nhũ nhũ vậy á. 39 ngàn, 60kg lại men vừa, trong váy cũng B9 về form, 60kg lại men vừa em nha. Chuyện nào lấy thì chốt nha mấy chị ơi. Áo B9 giùm em nha, 60kg lại men vừa, co giãn rất là tốt luôn, chân váy cũng B9, ai lấy thì báo em nha. Chân váy B9, áo B9. Rồi áo 2 dây giá 69.000 giùm em nha. 55-56kg lại men vừa, màu xanh min, 2 dây màu xanh min giá 69.000, 2 dây xanh min. Ai lấy chốt 2 dây xanh min giùm em nha. Giá 69 mấy chị ơi, 69 còn màu gì nữa. Chân váy là vải len nha, vải là vải len nha Thùy Trinh ơi. 40 đến 60kg men vừa luôn, chân váy vải len giùm em nha. Chân váy em còn 2 cái là hết luôn á. Áo B9, chân váy B9. Rồi, áo 2 dây xanh giá 69.000. A lấy chốt em xanh 69 nha, có màu hồng với lại màu gạch luôn. Áo 2 dây có màu hồng, màu gạch luôn mấy chị ơi. Màu hồng giùm em nha, giá 69.000 màu hồng. Rồi hồng 69.000 hồng giùm em nha, em lên áo nè. Đó, hồng 69.000 hồng, 55-56kg lại men vừa, màu gạch 69.000, vải đẹp lắm luôn nha quý vị ơi. Vải đẹp lắm yên tâm, vải đẹp lắm yên tâm, chắc vải giùm em nha. Vải đẹp lắm, màu hồng, màu gạch, màu xanh min, 3 màu giùm em nha. Giá 69.000, hồng đen gạch xanh minh. Áo này 69.000 cổ vét nha, ai lấy chốt cổ vét giùm em, giá 69.000 cổ vét. Form này 53-54kg lại men vừa, màu xám xanh giùm em nha. 53-54kg lại men vừa, màu xám xanh, ai lấy chốt em cổ vét nha mấy chị ơi. Chờ lấy chốt cổ vét nha, giá 69.000 cổ vét. Cổ vét 69 giùm em nè. Vải mịn đẹp cực kỳ nha mấy chị ơi, mấy cái này là hàng Quảng Châu, vải mịn đẹp lắm luôn. 69.000 cổ vét. Rồi sọc giá 69.000, ai lấy chốt sọc 69 giùm em nha. 53-54kg lại men vừa, chân váy là siêu co giãn luôn nha chị Nguyên Hương ơi, tại vì nó là vải len mà, vải len nó rất là co giãn luôn nha chị. Rồi sọc giá 69.000, ai lấy sọc chốt sọc 69 giùm em nha. 53-54kg lại men vừa, 55kg mà keo keo cũng vừa cái sọc này luôn. Hai dây đơn giản mà, vải beo đẹp cho mình luôn nha. Rồi 69.000 sọc, ai lấy chốt sọc giá 69 giùm em nha. Sọc 69.000, sọc 69. Rồi áo họ tiết giá 85.000 nha, ai lấy chốt họ tiết 85 giùm em. Họ tiết 40 đến 60 kg men vừa em nha mấy chị ơi. 85.000 áo họ tiết giùm em nha. Họ tiết 85. Rồi ai lấy chốt em là họ tiết giá 85.000, họ tiết giùm em nha. Họ tiết 85.000. Chân váy là 39 nha, họ tiết là 85 nè. Ai lấy chốt họ tiết giùm em. Rồi áo cổ lọ em còn cái cuối cùng, 40 đến 60 kg men vừa luôn, cổ lọ vải len nha. 85.000 màu xanh rêu, ai lấy chốt cổ lọ giùm em nha. Xanh rêu, cổ lọ 85.000 xanh rêu.
xanh rêu cổ lọ nha mấy chị ơi, 85.000, form 40 đến 60 kg men vừa mềm luôn nha. Đó, 40 đến 60 kg men vừa luôn, vải len này rất là mịn, rất là đẹp luôn. Mấy cái này mặc suốt luôn, không có sợ nó xù lông hay gì hết nha mấy chị ơi. Rồi 85.000 chốt em cổ lọ giá 85 nha. Cổ lọ 85.000 cổ lọ nha mấy chị ơi. Cổ lọ 85 nè. Màu hồng form dấu quần giá 85.000, à lấy chốt hồng. Hồng nha mấy chị ơi, hồng form rộng dấu quần luôn nha. À lấy chốt hồng giùm em 85.000 màu hồng. 85.000 hồng nha. Đó, đẹp lắm luôn, form rộng rãi, 85.000 hồng. Oh yeah. Lấy đi em. Màu đỏ 75, đỏ này đỏ thêu ở phía trước. Đây thêu phía trước nha. Cổ này hàng rất là đẹp luôn. 75.000 60 kg lại men vừa chốt đỏ 75. Đỏ 75 giùm em nha. À lấy chốt đỏ 75 đó chị ơi. 75.000 đỏ giùm em nha. À lấy chốt đỏ 75. Đây, 75 đỏ thêu nha, 75.000 đỏ. Áo nâu này 85.000, 60 kg lại men vừa đang thử nè. Có màu nâu, màu trắng này em có kêu đủ màu không mi? Cái này nè. Nâu trắng vàng. Em đang mặc là màu nâu nè, hàng Quảng Châu vải đẹp lắm. Hàng Quảng Châu vải đẹp lắm mấy chị ơi, áo nha, 60 kg lại men vừa, form đó là form bình thường. Chữ này là chữ thêu giùm em nha, 85.000 màu nâu nè, cho chị mấy màu còn lại luôn. Nâu trắng 85.000 giùm em nha. Màu trắng nè, trắng chói với ta. Màu nâu giùm em nha, 40 đến 60 kg men vừa giùm em luôn, vải siêu co giãn, chất thun đẹp cực kỳ luôn nha. Chữ này nó thêu phía trước này nha mấy chị ơi, chữ thêu. Em đang mang là màu nâu nha, màu trắng nè, màu vàng, màu hồng, 4 màu. Màu vàng giùm em nha, màu vàng. Vàng này em đang mang là màu nâu nha mấy chị ơi, có 85.000 áo thôi nha. Nâu vàng, trắng với lại màu hồng. Nâu vàng, trắng, hồng, 4 màu. 85.000. À lấy chốt em áo kìm màu nha. Nâu, hồng, trắng, vàng, 4 màu. Cho em xem kéo thun beo. Chân váy 39.000 nha Minh Thư ơi, chia sẻ lao chút giá 39. Áo thun beo. Thun beo chị có thun beo đây đây hả? Đúng không ngon. Rồi rồi để chị lên nha. Chị Nguyên Hương chân váy. Rồi áo này màu hồng nè, màu vàng, màu trắng, màu nâu, 4 màu nha. A à, lấy chốt giùm em. Hàng là đẹp lắm, có 85.000 áo mấy chị ơi. Hết là tuyết nha. Hồng, trắng chị Nguyên Hương lấy chân váy. Trắng. Minh Thư chân váy, Nguyên Hương chân váy luôn. Minh Thư cái, Nguyên Hương cái đi. Nguyên Hương nè. Nguyên Hương. Rồi. Áo ấy mặc nha, a à, lấy thì chốt nha mấy chị ơi. Form của nó là form như thế này luôn nè. Đó, 60 kg lại là men vừa nha. Áo beo này nha em ơi, beo này đúng không? Rồi áo mặc chị nào lấy thì chốt giùm em nha. Đó, form của nó nè, 60 kg lại men vừa luôn. Nguyên Hương cho em cái này của Minh Thư nha, chụp cái beta. Áo beo này đúng không Trang ơi, coi đúng không nha em ơi, phải mẫu này không? Form là form dấu quần giùm em nha mấy chị ơi. Form dấu quần 85.000 một áo nha. 60 kg với lại men vừa. Rồi beo này a à, lấy chốt em mẹ số 1. Mẹ 1 nha, 85.000 mẹ 1. Chị lấy chốt em mẹ số 1 với 85.000 mẹ 1. 85.000 mẹ 1 giùm em nha. Cho chị xin màu trắng với. Dạ ok chị. Cái này 85.000 chốt mẹ 1 giùm em. Áo em mặc nè, màu trắng, màu vàng, màu hồng. Hồng, vàng với màu trắng. Hàng này đẹp mấy chị ơi. Vàng, hồng, trắng nha chị Phương Trang ơi. 4 màu giùm em nha. Vàng, hồng, trắng, 4 màu. Ok Minh Thư nè. Nhưng mà một cái mà để lâu quá là cũng chị cũng sẽ gửi nha Minh Thư. Tại vì nếu như mà một cái mà để lâu không đặt á, để tầm 2-3 like mà không đặt thì chị cũng gửi luôn á. Minh Thư á lộn. Trang một cái 01 nè em. Trang mẹ 01 nè. 85.000. Trang 01 85. Rồi trắng giùm em nha. 85.000 nha chị ơi, chị Bích Liên ơi.
85.000 nha. Áo này có màu nâu nè, màu trắng nè, màu vàng, màu hồng. Rồi nâu trắng vàng hồng 4 màu giùm em nha. À, lấy chút em áo kìm màu, nâu trắng vàng hồng 4 màu. Nâu trắng vàng hồng 4 màu giùm em nha. À, lấy chút em áo kìm màu. Chị ơi, cho chị coi quần green hồi sáng. Ok chị Tuyết, là đợi em xíu nha. Rồi cái bill này chốt em mẻ 2 nha mấy chị ơi. Bill này chốt mẻ 2. Đi lấy đổi bì đi. Để chị coi thôi cái này thôi. Okay. Chị Phương Trang lấy trắng. Ok chị Phương Trang. Này ngon ghi cái này khách nè. Mở cái đó qua kia. Nè. Chị Phương Trang lấy màu trắng 85 nè. Rồi cái bill này chốt em mẻ 2 nha mấy chị ơi. 85.000 mẻ 2. Phơm rộng rãi thoải mái giấu quần luôn nha. Chốt mẻ số 2 giùm em nè. Chốt mẻ số 2 giùm em nha mấy chị ơi. Phơm rộng rãi thoải mái luôn nha, giấu quần luôn á. Rồi mẻ 2 giùm em nha. Mẻ số 2 85.000 mẻ 2. Rồi 85.000 chốt em mẻ số 3. Phơm rộng rãi thoải mái giấu quần luôn nha. 60kg lại mang vừa. Quần jean ống le còn một cái size 28, chị Đông Thủy Nguyễn mặc size nhiêu? Còn cái size 28 chị. Rồi đợi em tí nha, em lấy quần rem line luôn. Xong cho quần jean ra luôn nha em. Quần jean hồi sáng với lại quần jean ở phía trên cỡ luôn. Rồi mẻ số B giùm em nha mấy chị ơi. Cái này mẻ số B nha. 85.000 chốt mẻ B giùm em nè. 1-2B nha mấy chị ơi. Mẻ 1 là meo nhỏ, cái này mẻ số 2. Rồi này mẻ B 85.000. Rồi áo mặc ai lấy nữa không? Không. Bán ghế luôn, đưa ra chị, đưa chị. Rồi bill đỏ 75 còn cái cuối nha. Ai lấy thì chốt em bill đỏ 75.000. Nó chẳng có quần nó luôn chị. Bill đỏ em nha mấy chị ơi, 75, 60kg lại men vừa bill đỏ này. 60kg lại men vừa bill đỏ nha chị, 29-30 luôn hả? Ủa, mặt size mà lớn gì hơn chị? Bill đỏ em nha, 75.000, bill đỏ còn cái cuối cùng. Chị lấy chốt em bill đỏ nha, giá 75.000 bill đỏ. Phơm rộng giấu quần luôn nha mấy chị ơi. À lấy chốt bill đỏ em nha. 75.000 bill đỏ còn cái cuối nè, hàng Quảng Châu vải đẹp lắm. Nhét quần quần. Quần jean ống le đây nè, là em còn mẫu này nè, đâu rồi? Ngon để đâu rồi Ngon? Phải, cái quần kia kìa, quần size 28 á. Em có xếp hết mở lên không? Cũng chỉ to hơn, vậy là quần ống le em hết size rồi. Quần này 175, size này size 27. Còn cái nó lại ngon bỏ đâu rồi đó. Cái quần ống le nữa nè, màu đậm đậm. Quần chuẩn size không? Nó co giãn chị ơi, cái quần mà size 28 ống le là nó co giãn mà không thấy đâu hết. Rồi cái này size 27 niêm nhan vải co giãn nha mấy chị ơi. Vải co giãn size 27 175.000. 175.000 quần này quần lưng cao, lưng siêu cao mấy chị ơi, lưng của nó nè. 175.000 cái quần này em còn lỉ size nha, còn đúng cái size 27 à. Quần này lỉ size còn đúng cái size 27 nha. À lấy chốt em quần size 27. 175.000 quần size 27 nha mấy chị ơi. Quần size 27 giùm em nha, giá 175.000. Đó chị lấy thì chốt giùm em nha. Chốt là co giãn luôn. Chốt co giãn giùm em nha. Chất co giãn 175 size 27. 165 quần này dạng quần big ri size S. Quần này dạng quần big ri nha mấy chị ơi, size S chị nào mang size M cũng vừa luôn. Hồi sáng có cột nơ ở trước. Ok chị Nguyễn Tuyết nè. Rồi 165 cái này size S giùm em nha, 165.000 size S. Tầm 52kg trở lại vừa luôn á. Size S. Quần hồi sáng là 135 nha Tuyết ơi. Có size SML B size giá 135. SML B size giùm em 135.000. Đây nha chị, quần hồi sáng nè.
Rồi quần hồi sáng giùm em nha, SML B size giá 135.000 nha chị ơi. Quần rách này đúng không? Lưng là lưng thun. Lưng thun. Quần lửng nha. Đây, lưng nó là lưng vừa. Rồi, 135 chốt giùm em quần kèm size giá 135 quần kèm size nha. Quần kèm size giá 135.000. Ai lấy chốt quần kèm size giùm em 135. 135 nha. Đó quần sáng là quần này. 135. 135 nha mấy chị ơi. Rồi áo 85.000. Cái này có màu kem. Ở này cái này ở ngoài nó không có chối mấy chị ơi, vô la nó chối dữ ta. 60kg lại mang vừa, chốt em kem 85.000 màu kem. Rồi hồng 85.000 màu hồng. 60kg lại men vừa, 85.000 màu hồng dùm em nha. Hồng 85, kem 85 luôn. Ai lấy chốt em áo kèm màu nha. Kem 85, hồng 85. Rồi ai lấy chốt áo kèm màu em. Em còn màu trắng, màu đen hai màu. Ai lấy thì báo em nha mấy chị ơi. 85.000, trắng đen hai màu, màu trắng. Kiểu nó như thế này nha. Vải co giãn 60kg lại men vừa luôn. Rồi trắng giùm em nha mấy chị ơi, cổ nè. Đó, cổ quay như thế này nha, mặt xíu quay bên. 85.000 màu trắng tay dài. Ai lấy chốt trắng 85 giùm em nha. Hàng Quảng Châu vải đẹp á. Co giãn. Rồi 85.000 trắng giùm em nha, lấy chốt trắng. Em còn một cái đen. Trắng đen hai màu 85.000, a lấy chốt giùm em nha mấy chị ơi. Còn cái đen cuối. Rồi trắng đen hai màu 85.000, a lấy chốt em áo kìm màu nha. Trắng đen hai màu giá 85, màu đen nè. Màu đen. Rồi màu trắng 85.000, đen trắng hai màu. A lấy chốt giùm em nha. Đen trắng hai màu. 85.000 đen trắng hai màu. Áo len 85 có màu xám, màu trắng hai màu. Len khoác len nha mấy chị ơi, khoác len 85.000. Trắng xám hai màu, a lấy chốt áo kìm màu em nha. Trắng xám hai màu. Màu này là màu xám nè. Với màu trắng hai màu, ta lấy chút éo khóc tìm màu nha em. Trắng nha mấy chị ơi, khóc len. Trắng với xám hai màu giá 85.000. Ta lấy chút em éo khóc tìm màu nha. Này em có cái khác nha mấy chị. Rồi trắng xám hai màu, ta lấy chút em nha mấy chị ơi, 85.000. Trắng với xám hai màu 85 nha, ta lấy chút éo tìm màu em. 85.000, trắng xám hai màu. Hồ Ngê 2, ok chị Nguyễn Trang nha chị. Có xém chị Nguyễn Trang em. Nguyễn Trang có địa chỉ số điện thoại kia chụp lại em chị luôn. Rồi khăn 119 em còn màu này thôi. Ai lấy chốt giùm em nha. Khăn 119.000. Rất là thấm nước luôn mấy chị ơi. Khổ 70 nhân 140. Em còn màu này. Còn hai cái màu này nữa là em hết hàng luôn. Ai lấy chốt giùm em. Hả? Hết rồi em. 119.000 khăn nha. Khổ 70 nhân 140. 119.000. A lấy chốt khăn giùm em nha, màu kim. Còn đúng màu này. 119, a lấy chốt khăn 119 giùm em nha, khổ 70 nhân 140, thấm nước cực kỳ luôn. Thấm lắm. Đẻ lắm mấy chị ơi, a lấy chốt khăn giùm em nha. 140. Có lộn. 119.
lấy cái đầm kia quay lại em. Cái đầm sơ mi màu kem sữa trong cùng luôn á. Sao à? Trời ơi, chưa cắt nút không được. Lát rảnh rảnh ngồi cắt nha. Nhiều cái chưa cắt nút lắm mà. Đầm xanh 79.000, à lấy chút xanh 79 giùm em. Xanh 79. Phân này 53-54kg loại men gồm em nha. Xanh 79.000, à lấy chút xanh 79 giùm em luôn. Xanh 79.000 nha mấy chị ơi. À lấy chút em xanh giá 79.000 màu xanh. 79.000 màu xanh, màu xanh 79. À lấy chút giùm em nha mấy chị ơi. Đó. Rút phía trước nha, em ghi áo xém cho Nguyễn Trang vô. 79.000 màu xanh, vải beo dày dặn, beo đẹp cho mình luôn, chốt đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi có 79.000 thôi nha, A lấy thì chốt giùm em nè. Xanh 79.000, A lấy chốt xanh 79 giùm em nha mấy chị ơi. Đầm xanh 79.000, form 53-54kg, trở lại là men vừa. Thôi ngưng được á. Thôi em nghỉ nha mấy chị ơi, nghỉ nha. Nghỉ sớm làm đơn sớm, chiều chơi trung thu. Quần em mà không có, quần mà không có nha mấy chị ơi. Quần em mặc không có có nha. Một mét 49, này 49kg. Rồi nghỉ nha mấy chị, bye bye nha.